hôm thứ tư đài loan đã đưa máy bay phản lực và tàu hải quân ra khu vực mà nhóm tàu chiến trung quốc do hàng không mẫu hạm liêu ninh dẫn đầu di chuyển qua eo biển đài loan chiếc hàng không mẫu hạm của trung quốc do liên xô thiết kế đang trên đường trở về từ cuộc tập trận ở biển đông bộ quốc phòng đài loan cho biết hàng không mẫu hạm liêu ninh tuy không xâm lấn vào vùng lãnh hải của đài loan nhưng lại đi vào khu vực nhận dạng phòng không phía tây nam đài loan do đó, Đài Loan đã đưa máy bay và tàu hải quân đến để giám sát và kiểm soát hành trình của nhóm tàu Trung Quốc ở khu vực biển giữa Đài Loan và Trung Quốc. Theo lời phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Đài Loan Chen Chung-chi, máy bay và tàu quân sự của Đài Loan đi theo nhóm tàu của hàng không mẫu hạm Liêu Ninh khi nhóm tàu này di chuyển lên mạn tây của tuyến đường ở giữa eo biển Đài Loan. Tuần trước, Trung Quốc xác nhận hàng không mẫu hạm Liêu Ninh đang tham gia một cuộc diễn tập ở biển đông để thử vũ khí và các thiết bị quân sự bắc kinh nói các hoạt động của nước này tuân thủ luật pháp quốc tế